Mình làm sao hút được những quý nhân thì mình phải là một quý nhân, có nghĩa là mình cố gắng, mình điều chỉnh. Bây giờ bạn muốn có trong đời mình cái đứa số 5 thì bạn phải tần số của bạn là số 5, hiểu chưa? Bạn phải chỉnh, giống như mình tưởng tượng mình có cái đài radio, mình chỉnh đúng cái số 5 thì mình sẽ có cái đứa số 5. Hello. Hello mọi người, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Cà Phê với Hồ Thuận. Và trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người bí quyết làm sao để chúng ta thu hút được tới với cuộc sống chúng ta những con người mà dễ thương, dễ mến, những con người mà có thể giúp cho cuộc sống chúng ta vui hơn, hạnh phúc hơn, những con người mà giúp cho chúng ta có cuộc sống giàu có hơn, những con người hợp với chúng ta hơn. Và tóm lại, đó gọi là những quý nhân trong cuộc sống chúng ta. Rất là cần những quý nhân, những con người mà giúp cho cuộc sống chúng ta ngày càng thăng hoa hơn. Chúng ta luôn luôn cần những người như thế. Và trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta một trong những phương pháp của luật hấp dẫn để chúng ta sẽ hấp dẫn được những con người dễ thương như thế, để chúng ta có được những quý nhân trong cuộc đời của mình. Ok, chúng ta sẽ đợi ít phút để các thành viên khác chúng ta tham gia có mặt đầy đủ trong chương trình ngày hôm nay nha. Và chương trình này được sự tài trợ của Lê Nguyệt Minh Tâm, nhà phân phối salon Việt Nam tại khu vực Tây Ninh. Suy cho cùng cuộc sống này các bạn, suy cho cùng cái cuộc sống này là cái hạnh phúc là quan trọng. Sao cái hạnh phúc là cái gì bạn? Những người xung quanh mình. Mình hãy nhìn những người xung quanh mình. Mình có thấy là mình thoải mái với những gì mình làm hay không? Mình có thấy là mình sống đúng với lương tâm mình chưa? Suy nghĩ điều đó. Cho nên ví dụ như thầy kể mọi người nghe, khi mà gian hàng á, gian hàng tới với thầy thì gian hàng nói điều là thích thầy á, là ở cái chỗ đó, thích thầy là cái chỗ là thầy đúng là người đào tạo hệ thống chứ không phải là đào tạo đa cấp. À, và tại sao thích điều đó? Tại vì á, cái dấu hiệu phân biệt rõ nhất của một người á, làm đào tạo hệ thống, hay nói cách khác là cái sự khác biệt giữa những người kinh doanh hệ thống, để cho dễ không? À, khác biệt của một người làm kinh doanh hệ thống với một người làm đa cấp là cái chỗ là những người kinh doanh hệ thống sống thật, người đa cấp thì thích khoe, khoe rất là nhiều. Họ sẽ thấy nổi bật lên nhất là cái sự khoe, phải khoe nhiều lên, phải khoe nhiều. Và thầy nói các bạn không cần khoe nhiều. Cái hay nhất để mình khoe là mình khoe tính cách của mình, tính cách đạo đức của mình. Mình khoe cái đó là cái bền. Cho nên với thầy á, thầy nói bạn, thầy sẽ không phải là người kiếm tiền bằng mọi giá. Với thầy tiền nó chỉ là phương tiện, không có kiếm bằng mọi giá. Mình kiếm tiền không thể kiếm bằng mọi giá. Mình để mình bỏ đi cả những cái quan trọng nhất trong cuộc sống mình. Rồi một ngày đó mình sẽ phải mất hết tất cả bạn. Một ngày đó mình sẽ phải mất hết tất cả vì cái điều đó. Bạn sẽ cảm thấy ớ hận đó. Đây là cảm thích khoe. Cho nên có nhiều người họ ghét đa cấp vì cái điều đó, vì họ khoe. Họ đa cấp vì khoe nhiều quá. Chứ không phải là bản chất thì không có gì xấu, nhưng mà giống như đó là cái truyền thống mà. Cái truyền thống rồi, từ xưa giờ vậy rồi. Hiểu không nào? Đó, rồi thì tiếp tục quay lại cái chuyện nè. Bây giờ mình làm sao hút được những quý nhân thì mình phải là một quý nhân, có nghĩa là mình cố gắng, mình điều chỉnh. Bây giờ bạn muốn có trong đời mình cái đứa số 5 thì bạn phải tần số của bạn là số 5, hiểu chưa? Bạn phải chỉnh, giống như mình tưởng tượng mình có cái đài radio, mình chỉnh đúng cái số 5 thì mình sẽ có cái đứa số 5. À, đây mình, à mình có, mình muốn có số 5 là mình phải là cái số 5 đó. Bây giờ mình muốn có cái thằng số 10 thì mình phải chỉnh cái tần số bên trong là số 10, chứ đừng có trách họ như thế nào hết. Rồi một ngày đó mình, hai đứa mình là mình chỉnh mình số 5, mình có thằng số 5 bên cạnh mình đúng không, mình hút nó về rồi, đó là thằng quý nhân đó. Tự nhiên hai đứa một ngày đó cái thằng số 5 nó tự nhiên cái tần số nó nhảy sang số 7, cái hai đứa chia tay. Cho nên cái việc mà những người đến với mình rồi đi là điều bình thường. Cho nên bạn đừng có suy nghĩ quá điều đó, nhưng mà mình hiểu quy luật vậy thôi. Mình hiểu quy luật và mình hiểu quy luật đó thì mình thấy nó đến và đi rất là nhẹ nhàng, đến đi trong cuộc sống mình rất là nhẹ nhàng. Và mình cứ giữ cái tần số mà mình muốn nhất, và mình lại tiếp tục thu hút được những người đúng cái tần số đó về với mình. À, thu hút được những người. Thầy ví dụ bây giờ là, ví dụ như thầy đi, thầy là cái kiểu là vui chơi thì kiếm sống. À, vui chơi thì kiếm sống, tức là kiếm tiền nhưng mà trên cơ sở là niềm vui, bạn phải thoải mái, phải vui vẻ và cảm thấy là cái đời sống mình rất là tự do, không có ai áp đặt mình được hết, không có ai bắt mình phải
định gì bắt mình phải làm. Nói cái chuyện cảm ơn mà cũng bắt mình cảm ơn là không được, là mất đi sự tự do. Nói chuyện mình đi học ai cũng cấm, không cho mình đi học người này, không cho mình đi học người kia, là mất đi tự do. Không có gì sướng hơn độc lập tự do. Không ai được cái quyền tước quyền tự do của tôi. Cho nên thầy là vui chơi để kiếm sống. Không ai tước được cái quyền tự do của thầy. Vì vậy những ai theo cái quan điểm đó tự nhiên cứ tới với thầy đây, họ sẽ tới với thầy ngày càng nhiều. Họ sẽ tới với thầy ngày càng nhiều hơn. Đó là những người cùng tần số với thầy. Còn các bạn không, bạn bình mình thấy à, mình sao mình càng ngày càng xa thầy, quá xa thầy, quá xa không có. Là do cái tần số bạn có thể khác. Bạn ơi thôi, lo kiếm tiền đi, mọi thứ tính sau. À, kiếm tiền, tập trung vô chuyện kiếm tiền. Bạn rất là sợ mất tiền. Đó, mình đang làm ăn ngon lành là tự nhiên vậy kia nọ ha. Đó, thôi sợ mất tiền thôi, hy sinh hết mọi thứ. Và bởi bạn thấy cái tần số nó bắt đầu thay đổi. À, xùa hút đệ tử, tần số bắt đầu thay đổi. À, độc lập tự do, vui chơi kiếm sống. Đó, hiểu không? Rồi, tiếp tục. Bây giờ một cái câu hỏi tiếp theo nè. Nhưng mà bây giờ mình phải làm như thế nào để hút một cái lượng lớn mà nhanh những con người tới với mình. À, những con người cùng tần số với mình. À, bây giờ cái bước thứ nhất là mình điều chỉnh tần số. Bây giờ mình muốn vui vẻ, mình muốn có những người bạn vui vẻ, mình phải vui vẻ trước. Mình phải vui vẻ trước là mình sẽ có những đứa bạn vui vẻ thôi. Bây giờ mình là boss, mình muốn có hệ thống năng lượng thì mình phải năng lượng trước. Mình phải năng lượng trước thì nguyên hệ thống của mình nó sẽ năng lượng lên. Là do mình sẽ hút càng nhiều những đứa năng lượng chứ. Mình phải điều chỉnh năng lượng mình trước mà. Mình muốn trung thành, mình muốn có những đệ tử trung thành, mình phải trung thành chứ. Thầy nói có những cái kiểu có những cái kiểu là boss á, có những cái kiểu boss chơi kiểu là mình móc người của hệ thống mình, cái kiểu móc người, cái chiến lược móc người, nghĩa là thấy cái leader đó có vẻ như nó không thích mình, bắt đầu đi âm thầm inbox cho những đứa dưới, tuyến dưới của cái leader luôn, nói chuyện với nó, chị sẽ đẩy em lên làm trụ này kia nọ. Thì cách đó là bạn đang kiếm được những con người phản bội bên cạnh mình. Bạn đang lấy, vì khi họ gật đầu với bạn là họ đang phản bội với cái leader của họ luôn. Họ âm thầm làm việc riêng với mình. Và bạn đang hút về mình những người phản bội. Thì thật ra bản thân bạn cũng trong bạn là một người phản bội. Cho nên bạn cũng làm cái cách đó và bạn hút bên cạnh mình những người con người phản bội. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy chính họ, những người xung quanh mình á, nhìn qua nhìn lại toàn những đứa phản bội của mình. Và những đứa phản bội đó nó sẽ làm những điều xấu với mình luôn. Một ngày nào đó nó rút dao ra, nó đâm xuống lưng mình. Hiểu không? Rồi, tiếp nè, nghe cái này nó ghê lắm. À, tiếp. Đó, cái chiến lược mà móc người tiến dưới các bạn, gọi là móc ruột hệ thống. Đây, cái này nó gọi là móc ruột hệ thống. Mình có 5 cái trụ đi, 5 cái leader. Đó, mình có 5 leader. Ra mình thấy một trong những leader đó, thấy không? Họ có vẻ như không phục mình. Và mình âm thầm mình inbox luôn ở dưới, cái thằng dưới của cái leader đó nha. Ê, chị sẽ sắp tới chị muốn đề bạt em lên, tại chị thấy em là có năng lực này kia nọ nha, tiềm năng lắm, chị sẽ đưa lên trên làm một trong các trụ trụ cột của hệ thống luôn đấy. Em cố gắng phấn đấu nha. Nó phải gặp cái đứa mà nó mê tiền với một cái đứa mà nó có sẵn bên trong nó cái tố chất là phản bội á, nó sẽ nhanh chóng ok liền và sẽ đưa lên. Và thế là bạn thấy cái đứa đó bắt đầu thay đổi tần số. Và cuối cùng khi mà mọi thứ diễn ra xong thì cái đứa nó trở về với mình, đúng không? Nó về với leader đó. Và chúng ta mừng quá, chúng ta có được một đứa, mình móc ruột một đứa lên bên cạnh mình. Nhưng mình sai một cái điều là mình đang móc một cái đứa mà phản bội. Và trước sau nó cũng tạo phản thôi. Cái đứa đó nó về với mình đi nữa thì trước sau nó cũng tạo phản thôi. Rồi các bạn, thông báo với các bạn nha, trong cái livestream này thầy đang ngồi đây. Thì một cái tin nhắn nó đã tới với thầy. Các bạn có muốn biết tin nhắn này là gì không? Tin nhắn này á, nó không có gì nhắn nhiều hết trơn, nó chỉ có số thôi bạn. Chỉ có số tiền thôi. Vâng, thầy đã nhận được cái tin nhắn chính thức của gian hàng đã chuyển khoản cho thầy để mời thầy coaching cho hệ thống của mình. Và sắp tới hệ thống Sun Barbecue sẽ có một chương trình rất là lớn, đào tạo rất lớn tại thành phố Hồ Chí Minh.
đó, thông báo sơ sơ thôi. Còn lại thì để gian hàng và cũng như hệ thống xăm barbecue thì mình thông báo lại cho tất cả mọi người nha. Rồi đó, bạn vui mừng, bạn quay lại bạn ồ, mình vui mừng. À rồi, cảm ơn gian hàng lần nữa nha, thầy đã nhận được tiền rồi nha. Đúng rồi, người gian dối là gặp người gian dối, cái bài này nó đúng lắm nha. Cảm ơn chó nè, chứ đừng có trách ai hết, đừng trách ai, vì chính mình là cái người gian dối. Thì sau này á, xù đừng đọc tin tỏ tình. Rồi mình cứ nghĩ là mình ngon lắm, mình móc nó về với mình làm trụ đi chứ không. Bản thân mình á, cái tần số của mình là cái kiểu người bất chấp rồi, bất chấp kiếm tiền rồi. Mình sẽ lôi được những đứa bất chấp để kiếm tiền lên. Một ngày đó nó vì tiền nó giết mình. Một ngày đó nha, nó vì tiền nó sẽ giết mình luôn. Vì mình đã thu hút nó về và nó đúng cái tần số mình luôn. Cái cách mình lôi nó về theo cách nào thì sau này á, nó cũng giết mình theo cách vậy á. Rồi tiếp tục. Bây giờ nhưng mà cái câu hỏi thứ hai là đố mọi người nha. Bây giờ mình làm sao mình biết là mình điều chỉnh tần số như vậy để mình hút được những người cùng cái tần số về với mình. Mình muốn có những người tốt đẹp và mình sẽ hút những người tốt đẹp về, là mình điều chỉnh. Mình phải là người tốt đẹp trước, mình phải là người năng lượng trước. Mình muốn năng lượng phải là cái người năng hút những người năng lượng thì mình phải năng lượng trước. Mình muốn là những người chân thành, mình muốn hút những người chân thành thì mình phải chân thành trước. Mình muốn hút những người tài thì mình phải tài lên trước, mình phải hút trước, là như thế. Nhưng bây giờ làm sao hút được số lượng lớn thì các bạn phải biết được cái bước thứ hai, đó là chúng ta phải khuếch đại cái tần số lên. Này hay nè, để comment xuống, bạn comment giùm thầy đi, khuếch đại tần số. Bạn là người như thế nào là ok rồi, bạn phải là một người tốt trước cái đã, bạn là người có tâm trước cái đã, bạn là một người tốt, bạn là người có tâm, bạn là một người yêu thương hệ thống mình, yêu thương hệ thống mình trước cái đã, thì chắc chắn bạn sẽ hút những người như thế về hệ thống với mình. Rồi nhưng mà tiếp theo mình làm sao để thật là nhiều người như vậy tới nhanh hơn, nhiều hơn, tốc độ hơn, để mình có một hệ thống lớn. Ai cũng mong muốn là mình sẽ có một cái hệ thống lớn như thế, đúng không nào? Thì các bạn sẽ qua cái bước thứ hai là khuếch đại. Thứ nhất là điều chỉnh tần số như mình muốn. Thứ hai là khuếch đại cái tần số đó, khuếch đại cái tần số. Đây, mình chân thành mới hút được những người chân thành. Mình khuếch đại cái tần số lên. Đúng rồi, đây, cảm ơn Hoa nè, khuếch đại tần số. Tức là mình phải làm cái thứ. Rồi, cảm ơn Giang Hàng nha. Đây, Giang Hàng ơi, rất là nhanh. Nãy thầy nói với Giang Hàng có điều gì là đơn giản nè. Đó, em thích chuyển nhiều chuyển thầy không quan trọng. Cái quan trọng của thầy khi thầy làm cho ai là phải làm cho họ thành công. Vậy thôi. Giang Hàng nói, thầy ơi, em bây giờ em chuyển qua, em chuyển khoản theo hình thức nào, em thanh toán theo hình thức nào, chuyển như thế nào, bao nhiêu tiền, thầy không nói luôn. Thoải mái, em cứ chuyển nhiều, thích chuyển nhiều chuyển, thầy không quan trọng điều đó. Thầy quan trọng nhất là thầy phải làm cho em thành công. Đơn giản thôi, nói thầy là gì. Rồi, khuếch đại tần số nữa bạn. Khuếch đại tần số có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn phải làm sao để truyền thông những cái thông điệp, những cái định vị của mình ra bên ngoài. Mình truyền thông. Ví dụ như thầy nói là thầy, cái suy nghĩ của thầy là như vậy á, thầy không phải là người kiểu là kiếm tiền bất chấp đâu. Cho nên là, nhưng mà thầy suy nghĩ không thì chưa đủ. Thầy phải ngồi đây thầy nói. Thầy phải ngồi đây thầy nói cho mọi người biết là thầy là như vậy. Thì thầy sẽ thu hút đúng những người như thế với mình nhiều hơn. Rồi đó, thầy sẽ thu hút nhiều người như thế hơn. Rồi tiếp theo, thầy là người chơi đẹp, sống đẹp các bạn. Sống đẹp có nghĩa là gì? Ví dụ một đứa ở đó nha, nó tới với thầy một ngày, nó thay đổi, nó im và tự tâm mình, nó xa thầy. Thầy không bao giờ trách nó nữa, kể luôn. Và cũng không hỏi thăm tại sao em thay đổi, tại sao em đi hết. Kể, đến đi bình thường, thoải mái vậy, và không trách nó. Và thầy đã thấy nhiều đứa như thế mà. Nếu mà thầy trách như vậy nhiều lắm, mất công lắm. Mình đâu để dành thời gian cho điều đó, mình chỉ dành thời gian cho những người cùng tần số và đến thôi. Còn những người họ xa dần, ô xa. Sao? Bình thường. Người hãy quên anh đi, bình thường luôn. Đó là mình phải nói lên cái điều đó. Rồi ví dụ như thầy, với thầy quan trọng nhất là gì? Nền tảng là lòng biết ơn. Cho nên là thầy luôn luôn cảm ơn. Trong câu chuyện của thầy luôn luôn là biết ơn. Đấy, trong câu chuyện là luôn luôn biết ơn. Ví dụ như ai đến với thầy mang cho thầy những cái giá trị, đến với thầy thôi là đã biết ơn rồi. Sự xuất hiện của các bạn đang xem livestream ở đây là cũng là thầy cũng là biết ơn rồi. Thầy biết ơn những người đây, những người con người đây, thầy đều biết ơn hết. Thầy biết ơn những người đây nè. Thầy biết ơn họ, thầy biết ơn tất cả điều đó. Và thầy mắc cười nhất mà khi mà thầy nghe ở đâu đó là không được biết ơn. Thầy cảm thấy là các bạn đang đào cái hố tự giết mình. Cho nên á, ví dụ thầy nói thẳng đâu giờ gian hàng tới với thầy á, thầy nói à, em làm gì làm, sau này em phải xây dựng một cái hệ thống trên cái nền tảng là lòng biết ơn thì em mới mạnh được. Không biết ở đâu
thể nói em làm gì làm, dù hệ thống em như nào, bao nhiêu người nữa, em phải xây dựng nó trên nền tảng của lòng biết ơn. Người ở dưới phải biết ơn người ở trên, người ở trên biết ơn người ở dưới. Cả hệ thống biết ơn ông thầy của mình chứ, phải biết ơn những người đã dẫn dắt hệ thống. Mình phải biết ơn tất cả điều đó chứ, mình biết ơn khách hàng của mình chứ. Và các bạn phải xây trên nền tảng lòng biết ơn nha, phải xây trên cái đó, phải nghe. Nếu mà các bạn theo thầy thì bạn nghe điều đó, bạn phải tin điều đó, nghe và theo cái trường phái đó luôn. Đó như là một trường phái lòng biết ơn đó. Cho nên là thầy, với cái người mà theo cái nền tảng lòng biết ơn như thầy đi, thì mỗi người trong chúng ta, mỗi người các bạn, thầy đều biết ơn hết những người tới với thầy như thế này nè, biết ơn lắm. Và bây giờ thầy ngồi thầy cảm ơn đây, thì cảm ơn Hồng Loan nè. Đã Hồng Loan gần đây là rất là nổi nha bạn, nổi lên nổi bật nè. Phan Kim Hoa là thầy nhớ là mới chiến thắng một cái cuộc đấu giá làm thầy phải ấn tượng nè. Phan Kim Hoa nè, đây Đinh Thùy Hương nè, người hãy quên anh Đinh Thùy Hương là cũng đệ tử của thầy, là tham gia rất là nhiều chương trình rồi. Thu Thủy là top 1 trong đệ tử của Thuận nha bạn, top 1 nè, top 1 là Thu Thủy, tức là người hoạt động mạnh nhất, năng lượng nhất trong cộng đồng đệ tử Thuận trong tháng 5 vừa qua. Rồi ví dụ thầy biết ơn biết là Nguyễn Tuyết Du Ki nè, nhà tài trợ cho thầy, nhà tài trợ chương trình Vua Live Stream vừa rồi nè. Nguyễn Tuyết Du Ki là cũng là một trong những người rất là nổi bật trong thời gian qua, vị trí top 1, top 2 không trong các chương trình. Võ Thị Ngọc nè, Võ Thị Ngọc là ở xa, nhưng mỗi lần vô Sài Gòn bao giờ cũng gặp thầy nè. Đó, Võ Thị Ngọc nha. Nguyễn Thị Loan nè, biết ơn Nguyễn Thị Loan nè. Nguyễn Thị Loan là ra vô 2 lần, đó là không thể nào kết thúc được cái duyên với bộ Thuận nha. Ra vô 2 lần có tim, và bây giờ là đã dính luôn ha, Nguyễn Thị Loan nha. Cảm ơn Nguyễn Thị Loan nè, đó. Thôi nhỏ này khỏi đi. Phan Kim Hoa, Phan Kim Hoa, đó mới nói rồi. Huỳnh Thị Lê Hằng nè, Huỳnh Thị Lê Hằng á, còn gọi là bạn trai của bầu Thuận nè, tại giống con trai nha, bởi xù làm live show hát cho quấy luôn. Bạn trai, tại sao gọi là bạn trai, y như con trai nha, suốt ngày mò công nghệ công đồ ha, nên gọi là bạn trai nè. Bỏ luôn nè, Nguyễn Thu Thủy nè, Đoàn Quỳnh Anh, đấy em được xù biết ơn rồi ha, sướng quá đó. Đoàn Quỳnh Anh đó bạn, Đoàn Quỳnh Anh là một người rất là có tài, cái người đã cống hiến rất là nhiều cho Sarong Tây Á, bạn đã cống hiến những cái bài hát nha cho Sarong Tây Á. Đoàn Quỳnh Anh đó, sự biết ơn Đoàn Quỳnh Anh nè, tới với sư phụ luôn như một làn gió mới không. Vi chị Thủy tấp 1 đây. Nguyễn Duy là trùm thiết kế nè, còn gọi là Duy Thiên Lôi nè, cái người đã đứng ra trong chương trình Vua Live Stream để xử trảm rất nhiều người à. Thu Hiền nè, cảm ơn Thu Hiền nè. Thu Hiền là sắp gặp chương trình, sắp gặp sư phụ và ôm sư phụ trong chương trình 14 ngày đập hết luật hấp dẫn 14.0 nè. Đó, cảm ơn các bạn nha. Rồi Mi Trần từ ở xa, ở Úc nha, nhưng mà theo sát sư phụ tham gia rất là nhiều chương trình và cũng là một đệ tử rất là năng động không. Đó, con hằng thích mò, đúng rồi, đây là Bùi Kim Tho nè. Bùi Kim Tho là ở Bình Định nè, đã gặp sư phụ tại Phú Yên, ở lộn, tại Nha Trang vừa rồi nè. Rồi gặp đâu nữa không thì không nhớ, nhớ vậy thôi à. Đoàn Phụng, đây Đoàn Phụng nè, đây Đoàn Phụng là cũng người nổi lên trong Vua Live Stream vừa rồi nè. Cảm ơn Đoàn Phụng nha, cũng là nhân vật nổi bật à. Rồi Đoàn Phụng là sư phụ cũng chia sẻ Đoàn Phụng dễ thương nha. Học đi học á mà không có tiền đi học tội lắm, đi bán vàng nha, bán vàng đi học, bán 2 lần để tham gia cho tới cùng cái hành trình Vua Live Stream, thấy không? Như vậy sao mà không thương được. Thì những bạn như thầy là thầy gọi là quý nhân mà, phải có trong cuộc sống, phải có những người như thầy là quý nhân đó. Quý nhân là do mình phải tốt, mình phải hút được những người tốt tới đó. Đây, làm tốt văn hóa biết ơn mới phát triển được, đúng rồi, nhớ nha, phải làm tốt cái văn hóa biết ơn thì phát triển được. Còn nếu các bạn không làm tốt điều đó thì các bạn sẽ nguy hiểm nha, nguy hiểm. Nói trước các bạn phải làm tốt những cái điều đó. Đây, tiếp tục nè. Nhiều. Cho nên các bạn, mình làm sao mình gặp người khác mình không phải áy náy, mình làm sao để mình gặp người khác mình có thể ngẩng cao đầu, mình có thể nhìn thẳng vào mặt người khác, vì mình không có lỗi.
Mình có thể đi người khác và tôi có lỗi, nhưng mà mình không được có lỗi. Mình phải là một người sống ngay thẳng, không? Lấy nền tảng đạo đức, lấy nền tảng lòng biết ơn để chúng ta đi lên. Và chúng ta đừng bao giờ kiếm tiền bằng mọi giá. Tiền chỉ là phương tiện thôi các bạn. Chắc chắn các bạn sẽ giàu có thôi, nhưng các bạn sẽ giàu có một cách bền vững. Đó là cái cách sống, cách làm việc và cách kiếm tiền của thầy. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình này. Và các bạn thân mến, một lần nữa hãy nhớ lời của thầy. Đó là chúng ta hãy điều chỉnh tần số của mình và khuếch đại nó lên, truyền thông ra cho mọi người biết mình là người như thế nào. Chúng ta càng truyền thông điều đó ra, chúng ta càng điều chỉnh cái tần số mà chúng ta mong muốn nhất, thì chúng ta sẽ hút về cho chính cuộc sống mình những con người tốt đẹp, những con người những người quý nhân trong cuộc sống của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại chúng ta trong chương trình Cà Phê Với Bầu Thuận lần tiếp theo. Cảm ơn Lê Nguyệt Minh Tâm, nhà tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Vâng, chương trình ngày hôm nay tạm thời dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Nhớ bấm subscribe kênh YouTube Bầu Thuận Official để được theo dõi các clip tiếp theo một cách nhanh nhất. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.